Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lê Khánh tiết lộ bí quyết lạ lùng để giữ lửa hôn nhân. Lê Khánh là diễn viên kiêm MC nổi tiếng của làng giải trí Việt. Bên cạnh khả năng diễn xuất, cô còn được nhận xét là duyên dáng và sở hữu sự nghiệp ấn tượng. Song song với các hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến là người phụ nữ của gia đình, cũng như được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện trong một chương trình truyền hình, đội diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận bản thân chưa làm tốt ở vai trò làm vợ, làm mẹ. Theo đó, cô cho biết bản thân không biết gì ngoài công việc diễn viên. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy may mắn khi có hậu phương vững chắc là ông xã, luôn đồng hành và ủng hộ cô. Điều này chính là động lực giúp cho nữ diễn viên đỡ ái nấy một chút và cố gắng hoàn thiện mình hơn, mặc dù khả năng hạn hẹp. Chia sẻ mới đây của nữ diễn viên trên sóng truyền hình nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. Mỗi khi xuất hiện cả hai đều khẳng định tình cảm qua những cử chỉ tình tứ ngọt ngào như thoại mới yêu. Đặc biệt cô khiến Khiến khán giả chú ý khi bày tỏ quan điểm về chuyện tiền bạc trong gia đình nguyên do bởi đây là vấn đề nhạy cảm nhưng lại vô cùng quan trọng theo chia sẻ của lê khánh cả hai vợ chồng cô không ai quản lý tiền mà sẽ để ở một nơi và bàn bạc nhau mỗi khi cần đến Điều này khiến cho cặp đôi thoải mái và không nghi ngờ đối phương, cô bộc bạch chúng tôi muốn mua cái gì đều sẽ nói và thống nhất với nhau nên không cần phải kê khai chi tiêu thế nào, nguồn tiền về đâu, tôi thấy điều đó nhẹ nhàng, không gặp trường hợp nghi ngờ đối phương, không chỉ dừng lại ở đó, người đẹp cũng cho rằng vợ chồng nên rạch ròi về chuyện tiền bạc, điều này đã được cô và ông xã áp dụng từ khi mới kết hôn và duy trì đến thời điểm hiện tại cô cũng nhấn mạnh điều này sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên dễ dàng hơn. Diễn viên Lê Khánh tiết lộ, chúng tôi muốn mua cái gì đều sẽ nói và thống nhất với nhau nên không cần phải kê khai chi tiêu thế nào, nguồn tiền về đâu. Tôi thấy điều đó nhẹ nhàng, không gặp trường hợp nghi ngờ đối phương. Ngoài ra, việc rạch ròi sẽ khiến không phải giải trình khi mọi chuyện đều đã rõ ràng. Thêm nữa, Lê Khánh cho biết bản thân nên hoán đổi ở vị trí của đối phương để hiểu nhau hơn mặc dù chia sẻ việc rạch ròi mọi thứ nhưng lê khánh thừa nhận ông xã tuấn khải mới là người quán xuyến nhà cửa cũng như chi tiêu về việc này cô bày tỏ khi người bạn đời mang tiền về thì họ không mệt đâu người xài mới mệt cho nên tôi nhường chuyện đó cho chồng mua cái gì trang trí cái gì trong nhà đều là anh ấy và anh ấy là người trả tiền cần đo đong đếm tài chính tôi thích gì trong khả năng thì sẽ nói không chỉ tạo cho nhau không gian rõ ràng không nghi ngờ lẫn nhau mà diễn viên lê khánh cho biết cả hai không quan tâm số tiền mà đối phương có là bao nhiêu vì thế mỗi khi được ông xã tặng quà cô sẽ cảm nhận được sự bất ngờ đây cũng là một yếu tố giúp cô cùng ông xã hâm nóng tình cảm hiện tại hôn nhân của lê khánh và ông xã tuấn khải nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của dân tình bởi sự hạnh phúc viên mãn vượt qua tổ ấm của nữ diễn viên chào đón thêm thành viên mới là cậu con trai đáng yêu khấu khỉnh nhưng minh chứng rõ nét nhất của cuộc hôn nhân ngọt ngào như thỏa ban đầu của cả hai. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.